Chào các bạn, xin chào các bạn. Sáng nay thì sáng xong, sáng nay sau đó là ăn sáng xong làm clip quay về công làm cho các bạn xem một cái clip cho các bạn xem nha. Về cái về cái clip từ Trần làm không biết thứ ngày đâu, từ cuối clip bạn có nhớ đón xem. Biết ăn các bạn được là đốn sáng mà hai con chuối nuôi ăn như thế này các bạn sẽ phải vui để coi kết như thế nào nè. Sáng nay nuôi ăn và nuôi cúc clip như thế nào nha. Có nhiều cái thú vị cho các bạn hơn sao hết của clip. Nó rất là quấn quýt, cho nó ăn hàng ngày với nó quấn quýt lắm.
thấy không? Chuối thì chín trước chứ còn mít mình thì chưa. Khi nào nó chín thì tôi sẽ quay lần hai rồi sẽ cho các bạn xem. Đây là cây nho, cây nho tôi trồng khoảng 1 mét rồi. Thank you.
cắt ra luôn. Rồi, sau khi mình cắt xong rồi, rất là nhiều. Mình để trên 3 miếng đan, miếng giáp luôn.